Nè, sao hôm qua không trả lời tin nhắn tôi vậy? Bận, đâu phải ai cũng rảnh như anh đâu. Cô. Cô gì cô? Mà nếu rảnh quá thì phụ lau mấy cái ly đi. Giữa nam và nữ với nhau làm gì có tình bạn. Nhiều khi em nghĩ như vậy, nhưng mà người ta không nghĩ như vậy đâu. Từ giờ, mình phải giữ khoảng cách với cô ta mới được. Làm gì vậy? Hả? Mới nghỉ làm có ngày hôm qua không à? Mà hôm nay dở hơi rồi hả? Hay là muốn kiếm chuyện với tôi nữa? Trời ơi, ai mà rảnh chứ? Dù gì tôi cũng là một sói ca. Tôi làm như vậy để tránh cô phát sinh tình cảm với tôi. Từ giờ trở về sau, tôi và cô nên đứng cách xa nhau 2 mét. Phải làm như vậy để cô tiết chế tình cảm của cô lại. Giờ tôi không có thích đứng cách xa 2 mét. Tôi thích tiến lại gần. Ê, được không? Nè. Trời, làm thế ghê. Tôi đã nói là đứng cách xa 2 mét rồi mà. Nè nha, mai mốt á, thất tình rồi đừng có trách tại sao tôi vô tình. Thà ghét còn hơn là rớt. Được rồi, nói được thì phải làm được, nhớ giữ lời đó nghe chưa. Bổn thiếu gia mà, nói được là làm được. Tự ảo tưởng rồi đổ thừa qua cho tôi hả? Để tự coi. Cô đưa đàng hoàng rồi cô chết hả? Không, đâu chết, mắc gì đâu chết. Nhưng mà tại vì sợ đưa đàng hoàng thì sẽ bước vô trong cái lằn ranh 2 mét đó. Rồi bất công anh là ảo tưởng nữa. Đi vô trong kho kiểm kê với tôi nè. Đi lên. Ê, 2 mét nhớ không? Làm gì đứng gần như vậy? Lùi nữa. Ê, nè, 2 mét sao mà có cần chạy luôn vậy không? Trời ơi, hết giấy rồi. Cúp nước. Trời đất ơi, chết rồi. Sao giờ phút này mà cái toilet nó cũng níu kéo mình nữa vậy? Không có đem điện thoại nữa. Chết rồi, làm sao đây? Trời ơi, đẹp trai như mình thà chịu nhục chứ không chịu dơ được. Phải cầu cứu thôi. Trời ơi, có ai không? Có ai không? Trời ơi, có ai không? Cứu tôi với mọi người ơi. Help me, help me. Cứu tôi với. Ôi, sao nghe giọng quen quen ta? Ông Quân. Anh Quân đúng không? Anh bị té hả? Chi hả? Tôi Quân nè. Nè, có sao không vậy? Có, vừa đây giúp giùm tôi với. Này là toilet nam mà, làm sao mà tôi vô được, kỳ lắm. Thôi có gì nói đây ông đi. Không sao đâu, trong này có mình tôi à. Vô đi, giúp tôi cái này với. Nói lớn không được, kỳ lắm. Biết rồi. Có phòng nào? Quân. Ông bỏ phòng nào vậy? Sao ông nói có mình là sao? Tôi đây nè, phòng số 2 từ ngoài vô. Đây đúng không? Đúng rồi. Sao có vụ gì vậy? Sao nãy giờ nói có một mình mà có cái ông kia ông mới chạy ra kìa. Thì tôi đâu biết đâu. Nãy giờ ở trong này tôi tưởng có mình tôi à. Chứ tôi biết có người ta là tôi xin rồi. Cần chi nhờ cô? Xin gì? Đi toilet không xin giấy không lẽ xin tiền? Xài nước đỏ trong đó đi. Trời ơi, bữa nay cúp nước rồi mới nhờ cô nè. Ủa vậy cái ông đó ổng chạy ra là Sao? Mà thôi, chuyện của người ta kệ người ta đi. Bây giờ cô làm ơn giúp tôi để tôi ra khỏi đây cái. Giờ lấy giấy đúng không? Ông lấy giấy, ông lại lấy tiền. Đợi xíu. Giờ người ta mà nói giọng gì đó.
Đâu? Để đâu sao tôi không thấy? Thì đáng lẽ là tôi đưa tận tay cho anh, nhưng mà tại vì anh nói là phải cách xa 2 mét cho nên là tôi đứng ở đây tôi đưa. Đúng rồi. Trời đất ơi, mấy lúc ngặt nghèo vậy mà cô còn làm khó làm dễ tôi nữa, sao ác quá vậy? Tôi giúp anh rồi đó, tự xử đi nha, bye. Ê Chi, Chi, trong phòng này còn ai nữa không? Có thể lên tiếng luôn đi nghe. Vậy thôi, tôi ra ạ. Sao cô nói cô đi rồi? Ủa, lấy được hả? Thì đúng là tôi đi rồi, nhưng mà tại vì tôi sợ anh lấy không được cho nên tôi mới định vô đưa tận tay cho anh. Trời ơi, hên là té nửa người, chứ té hết một người là chơi chết tôi rồi. Chết cái gì mà chết, cô mà thấy hết người thì cô lấy tôi luôn chứ sao? Hả? Mà lấy anh thì có. Các bạn tình mỗi nè, cái gì nữa? Xong rồi hả? Nhẹ nhàng thoải mái chưa? Chắc là hết cuộn giấy của người ta chứ gì. Nè, tôi còn chưa hỏi tội cô đó, cô đưa cuộn giấy, cô đưa cái kiểu gì vậy hả? Ủa, tôi cũng đưa giấy cho anh rồi còn gì. Mày móc tới cô bị tôi cũng đưa y chang như vậy đó. Ghét. Cảm ơn cô nha. Không có chi. Cái ngày gì mà té hoài vậy trời. Cô còn cười nữa, không đỡ tôi vậy. Ủa, thì tôi chạy lại đây là tôi cũng định đỡ anh đó, nhưng mà tôi nhớ lại là phải tuân thủ khoảng cách 2 mét với anh cho nên là mới không đỡ chứ bộ. Tại cô mà tôi mới té đó. Ủa, mắc gì tại tôi? Ủa chứ ai mượn giờ này lau nhà? Trời ơi, tự nhiên giờ đổi thừa tôi lau nhà anh mới té. Anh té là tại vì á anh đi chậm lâu quá, xong rồi ra bủng rủng tay chân rồi tới đây mệt quá mới té chứ bộ. Cô còn nói nữa, con lại đây đỡ tôi vậy coi với thầy nè. Tôi nhớ là tôi để quên đồ trong kho, để đi lấy cái đã. Nè, quên cái gì? Quên đồ, lấy đồ, lấy đồ. Ê, đỡ tôi vậy coi, cô đang lau nhà mà đi lấy đồ gì dưới kho. Mới trong kia té, ra ngoài này té nữa. Té hoài, xui gì đâu, ngày gì á. À, bộ té nó động trúng cái bụng hay sao mà cái bụng nó chột chột nữa vậy ta. Ồ, không được rồi.